có gì tất cả ngày anh em nhớ đến nhà hàng này ủng hộ cho anh em nhé. Ok, chào mừng các anh em quay trở lại với bên công ty JK chúng em. Và những cái đơn hàng cuối ngày, hôm nay là ngày 22, hôm nay đây, hơn 6 giờ rồi, 7 giờ kém rồi. Chúng em vẫn là vinh dự khi được tiếp đón các khách hàng đến với bên chúng em. Như là hôm nay thì hai bác khách hàng như anh Hưng và anh Hùng đến tận nơi để trải nghiệm đây. Hai anh cười tươi đã, hai em chào bên JK chúng em. Vâng. Chào ok, em. Vâng ạ. Thì anh vừa đến mở cửa cái thì anh thấy luôn một đôi loa F75 để đây. Thì trước tiên là anh bảo ghép cho anh nghe thử. Thì ok, chúng em sẽ ghép cho anh nghe thử cái đôi F75 đã. Sau thì sẽ cho anh đấy đi trải nghiệm những cái đôi khác. Chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình thôi. Nếu các anh em cứ đến với chúng em, chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình để các anh em có đạt được cái yêu cầu. Nhớ đến nhà hàng này ủng hộ cho anh em nhé. Ok. Bye bye em.